chào tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của Nhật Tây nha. Thưa anh chị, ngày hôm nay thì Nhật Tây đang tiến hành review một mẫu sản phẩm mới trong năm 2022 này. Đây là loa tủ công suất lớn anh chị nha, loa kéo di động công suất lớn bass 50 anh chị. Và Nhật Tây sẽ đặt cho nó với một cái tên là NT502 anh chị nha. NT502. Sản phẩm này thì nó được trang bị cho mình với một loa bass 50 này, một loa trung và một loa chép. Giá của sản phẩm này thì nó có sự thay đổi với nhiều phân khúc khác nhau tùy vào cái giá tiền anh chị và các bạn chúng ta lựa chọn. Loại rẻ nhất của phân khúc này thì nó từ 6,5 triệu trở lên anh chị nha. 6,5 triệu này, 7,5 triệu, 8,5 triệu và 9,5 triệu là phiên bản cao cấp nhất. Trước mắt anh chị đây là sản phẩm có giá là 9,500,000. Thì nó cho mình cái chất âm phải nói là rất là tuyệt vời anh chị nha. Đây là hàng lắp ráp nên Nhật Tây đã chọn những cái đồ linh kiện tốt nhất để tiến hành ráp về cho khách hàng của mình. Chúng ta sẽ cùng đi xem là trong cái phân khúc này nó có cái gì đặc biệt anh chị nha. Những cái giá tiền như là 6,5 triệu, 7,5 triệu và 8,5 triệu như là 9,5 triệu đó thì nó sẽ được chia ra nhiều với phân khúc như là khác, nó chỉ giống một cái vỏ thùng thôi. Còn lại thì những cái loa ở bên trong đó, nó sẽ khác biệt hết. Thứ nhất là khác biệt về loa bass này, loa trung và loa chép, khác biệt về bo mạch cũng như là khác biệt về micro và bình ắc quy, nên thành ra là cái giá tiền thì nó sẽ tùy theo cái anh chị và các bạn chúng ta chọn thôi ha. Thì hôm nay Nhật Tây review cái mẫu sản phẩm cao cấp nhất là 9,5 triệu. Nó được trang bị cho mình bên trong với một cái củ loa bass 50 có từ là 190 anh chị nha. Trang bị cho mình với một loa chép 450 và một loa trung 16. Tất cả linh kiện này thì Nhật Tây đã cân đo đong đếm và cho ra một cái sản phẩm rất là chất lượng, âm thanh nó rất là hay. Anh chị và các bạn chúng ta đang nghe qua đây thì chúng ta đang tham khảo qua cái điện thoại của mình thôi anh chị nha, nên thành thử ra là cái âm thanh nó sẽ không hay được khi mà anh chị các bạn chúng ta ở đây nghe trực tiếp được nha. Nhật Tây cũng quay bằng cái điện thoại thôi rồi nha, anh chị nghe cái điện thoại phát ra như vậy thì nó đã bị giảm thiểu đi rất là nhiều. Nhưng nếu mà anh chị và các bạn chúng ta thấy cái sản phẩm này á, nếu mà giả sử như nó có hay thật sự, anh chị nghe mà qua điện thoại mà thấy hay thì ở bên ngoài nó còn hay hơn rất là nhiều ha. Nhật Tây xin được nhấn mạnh như vậy. Sản phẩm này được trang bị cho mình với một cái bình ắc quy 20A anh chị nha. Thời lượng sử dụng ở ngoài trời có thể là lên đến 4 hoặc là 4 đến 10 tiếng tùy công suất mà chúng ta mở ha anh chị. Tiếp tục nữa là nó được trang bị cho mình với hai micro phiên bản loại micro cao cấp nhất anh chị nha, micro kim cương luôn nha. Điểm nhấn của sản phẩm này nó là một cái dòng bo mạch anh chị. Cái bo mạch ở đây thì Nhật Tây xin được quay gần lại cái bo mạch cho anh chị và các bạn chúng ta nắm rõ hơn và cũng như giới thiệu những cái chức năng của nó ha. Đây là dòng bo mạch mới anh chị nha, dòng bo mạch mới công suất lớn hơn với những dòng bo mạch như thế này thì nó lớn hơn hẳn. Bo mạch này cái công suất mà tính tải ra loa từ 300 cho đến là 1000W ha, từ 300W cho đến 1000W. Thì khi anh chị và các bạn chúng ta có thể sử dụng đấu thêm cho một cặp 40 hoặc là một cặp 30 nữa vẫn được nha anh chị nha. Tức là đấu rời thêm vẫn được, đó là cái điểm mạnh của sản phẩm này so với những cái sản phẩm giá thành rẻ hơn. Tiếp tục nữa là nó có những cái chức năng như là sao ạ? Trước tiên thì người ta sẽ đi giới thiệu từng cái nút chức năng. Đây là nút âm lượng của nhạc này, âm lượng tổng nhạc này, chép nhạc này, bass nhạc này, âm lượng của guitar này, âm lượng của micro, mid chép, mid bass, echo, delay, reverb. Điểm nhấn của sản phẩm này thêm một điều nữa đó chính là cái phần reverb đó anh chị ha. Khi mà chúng ta hát karaoke đó, chúng ta có cái tiếng reverb vào thì cái chất lượng micro nó sẽ rất là hay, không như những cái dòng bo mạch kia thì khi mà nó không có reverb á thì nó sẽ còn lại echo, delay và repeat thôi. Nhật Tây sẽ thử alo cái tiếng reverb cho anh chị và các bạn chúng ta nghe ha. Bây giờ Nhật Tây sẽ tắt hết echo nè ha, tắt hết echo, bây giờ nó chỉ còn lại reverb thôi ha. Nghe nè, đi 6 7, hay hay đi 6 7. Đó, bây giờ mình tắt reverb luôn. Ly. Đó, nó không còn gì ha. Giờ mình lên cái echo delay lại nè. Ly. Đó, nó chỉ vậy thôi. Nhưng mà khi anh chị và các bạn chúng ta kết hợp echo delay và reverb thì nó sẽ ra rất là hay. Ly. Sau. Rồi, tiếp tục nữa. Về sản phẩm này thì
Nó có thêm những cái chế độ equalizer cho chúng ta lựa chọn, chế độ stereo, popular, outdoor, strong bass. Thì những cái chế độ này anh chị và các bạn chúng ta ấn vào, thì chúng ta cứ ấn vào để trải nghiệm ha, ấn vào để trải nghiệm. Chúng ta cứ ấn vào để trải nghiệm để xem là có những cái chế độ tích hợp sẵn khi đó chúng ta nghe nhạc, muốn bass nhiều hoặc là muốn chép nhiều, hoặc là chế độ hai kênh chẳng hạn ha, chế độ stereo chẳng hạn. Rồi tiếp tục nữa là với cái dòng bo mạch này, nó có thể là đấu ra hoặc là xuất ra, đầu ra và đầu vào cho thiết bị khác. Chẳng hạn như anh chị muốn truyền cái âm thanh từ tivi đời cũ cho tivi đời cũ đi, chúng ta vẫn có thể là xuất âm thanh qua cái ngõ này, hoặc là truyền âm thanh của loa này cho một thiết bị khác. Ở đây nó có một cái công tắc cầu chì. Với cái cầu chì này giúp chúng ta bảo vệ cái bo của mình anh chị nha, bảo vệ cái bo của mình trong trường hợp như là chúng ta đấu lộn cực chẳng hạn, đi cái bình này đấu lộn cực thì nó sẽ cháy cầu chì này. Khi cháy cầu chì này chúng ta có thể làm là mình thay đổi nó rất là dễ dàng, nên là cái phần bo này mình sử dụng cũng rất là an toàn nha anh chị nhé. Ở đây nó có ba đèn tín hiệu báo để khi mà mình sạc đó, thì yếu thì báo ở low, còn đang sạc nó báo ở giữa, còn khi nào đầy thì nó sẽ báo đèn xanh và ghi chữ full ha. Rồi với dòng sản phẩm này thì nó được trang bị cho mình với công nghệ Bluetooth 5.0 nè anh chị nha. Có cả remote để chúng ta điều khiển luôn, để mà qua bài hoặc là chọn những chế độ đó. Thêm cái nữa là nó có thể sử dụng được điện 220 trực tiếp cắm vào để sử dụng luôn anh chị nha. Khi đó thì ở bên trong này nó có cái biến áp xuyến. Khi chúng ta cắm điện vào đây thì điện nó sẽ được chuyển thành điện 12V. Thì khi đó chúng ta sử dụng nó rất là an toàn và không hề sợ bị điện giật nha. Tại vì điện thì nó chuyển qua 12V hết mà, nên là điện đó là điện an toàn, chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng mà không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe anh chị nha. Rồi, trong cái vóc dáng của sản phẩm này thì nó có hai phiên bản, một phiên bản màu đen và một phiên bản màu vàng anh chị nha. Trước mắt anh chị đây là dòng sản phẩm màu đen. Bây giờ thì Nhật Tây sẽ tiến hành test chất lượng âm thanh cũng như là chất lượng karaoke cho anh chị và các bạn chúng ta cùng trải nghiệm ha. Quên nữa, cũng xin được nói với anh chị và các bạn này, ở đằng sau này Nhật Tây có ráp thêm cho một cái ngõ cắm để xuất ra cho một cái loa khác, chẳng hạn như một cặp full 30 hoặc là một cặp full 40, chúng ta có thể là sử dụng chung với cái bo mạch, đánh vẫn vô tư thoải mái luôn anh chị nha. Đừng lo là nó không đủ, bởi vì Nhật Tây đã trải nghiệm và đã test thử rồi. Bây giờ thì Nhật Tây sẽ tiến hành test nhạc và test chất lượng âm thanh cho anh chị và các bạn chúng ta nghe ha. Chèo xuồng miền Tây mênh mông làng nước, con gái đưa
Hãy subscribe.